À, cái đấy hôm qua là anh phải nhảy qua cái gì đúng không nhỉ? À, đúng rồi, nhảy qua rồi, đúng rồi. Ui, đây là người thật đúng không? Holy fuck, tởm thật đấy. Bọn này toàn bị lột da thôi ạ. Đây đéo phải là game kinh dị, đây là game kinh tởm nghe nhé. Giờ 100 cái hoàn chỉnh được tạo ra bởi hai thành phần cùng nhau và sẵn sàng. No no. Hu nói, hu nói, ai nói thế? À kia kia kia, có người, có người, có người. Ố! Mất tiêu luôn ạ. Không kịp quay luôn. Tập nghệ cao Để giờ cho thì qua làm đi. gì được nữa. Được phải chịu án tử, hãy trói lũ đó lại và đem đến nhà nguyện. Nhà nguyện à? Thế khả năng là mình phải đến nhà nguyện rồi. Ui. Chúng đang phải sự trừng phạt để vinh danh Thiên Chúa. Cầu nguyện để giữ vững đức tin, Chúa sẽ che chở người. Ây à. Nó cào một lần 300 máu, cào hồi một phát 300 máu. Đi vào đây. Ngoài này có pin không? Không có pin đâu nhỉ. Đây như kiểu một cái hầm mỏ bỏ hoang á hả? Ui. Ui. Cái gì đấy? Lâu. Chơi game gì đi trước anh nhỉ? Ừ, đang chơi rồi. Thằng này chết hàng còn sống nha. Bạn ghét Thiên Chúa vì Chúa đã giết đứa con của mình không? Bọn này bám bổ thật đấy. Làm game. Là cái điện thoại lang thang mới được. Có ai có được không? Cái gì đây? Cha Ezekiel, người nói dối, đồ lăng băm, cái đền thờ chết tiệt, đồ mọi rợ nhát gan, lũ chuột bọ khốn kiếp, tên đồ tể chưa gì đã sấy mọi một loạt rồi. Tôi đã ra đi mang theo tất cả những gì tôi có, săn đuổi. Ôi, tao đang chờ tụi mày đến để giết hết cả lũ chó má tụi bay và địt mẹ mày. Chữ hay lắm. Tao làm gì đấy? Tao thề tao sẽ đem tất cả các cơ thể thối tha của Đồ. Rồi. trốn vào trong thùng phi. À. Ho to Satan. À, con điếm của Satan. Ui. À, nhà này đang ăn này, vào chơi. Mẹ mày. Mấy cái. Thế là thế đéo nào nhỉ? Tao chỉ mở mỗi cái cửa thôi mà, sao mà nó giết tao? Anh bị truy nã rồi. Chắc cái ông quá. Mày
mở cửa ra lại bị giết này. Lên có sáu kìa. Trốn đã đằng sau. Mở cửa xong chạy được. Đây. À, trong này có pin này. Ui, thôi. Ui. Vào đây chỉ để à đây. Chả nhẽ vào đấy chỉ để mỗi lấy mỗi cái cục pin. Ủa? Game muốn nó là đừng tham lam á. Mà game là nguồn sống. Tôi lấy xong đi ra ngoài vậy. Ui! Đừng đóng vào. Ờ, không ngoài. Trong này có gì không? Không có gì luôn. Chạy lên tầng xem. Các bạn có thể trốn bằng cách nằm dưới gầm. Đéo, có gì đâu mà phải trốn. À. Game bảo sao nghe vậy chứ. Chỉ có những thằng hèn nhát có chơi trốn thôi, em hiểu không? Anh nói nha. Anh nói nha. Mình là mình phải chạy chứ mình không trốn. Ui. Đường đâu? À. Không, con bụ nó chỉ đứng kia thôi. Giấy trò này dễ. Chỉ có những cái thằng hèn nhát đó mới chơi trốn thôi. Anh á, à, quá. Anh đường đường chính chính nam tử hán đại trượng phu là sao phải trốn. Uầy. Chết hết luôn. Oh. Holy fuck. Sao cứ quen tay ấn vào đây này, béo này. Nhìn làng này tính ra cũng đông người ha. Ừ, làng này đông mà. Nhưng mà làng này chết hết rồi. Còn lại toàn bọn dị giáo thôi. Đó. Power Generator Station đây rồi. Đi lên đây để bật điện lên đúng không? Bật điện lên là mình sẽ sống. Pin không? Đâu có pin. Cái gì đây? Get the elevator working again. Tôi cần nói chuyện với anh về một bí mật của những cây thuốc. Thuốc gì? Thuốc phiện à? Tôi hy vọng anh biết có một thế giới mà xăng và điện là những thứ hầu như không tồn tại. Tôi đã gặp một cậu bé thương gia thân thiện. Cậu ta bán cho chúng tôi những viên thuốc mà cha cần. Và khi tôi đề cập đến vấn đề chất kích thích sự sung sướng, cậu bé chỉ cười và nói rằng thực ra không cần fake đích. Để điều cần làm là chúng ta hãy tự rạch cơ thể của mình. Ồ. Eo. Eo ơi, mặt tiếng điện ngập á. Nhưng tôi cũng không muốn.
mua thì là tức là bọn này nó lấy cái thú vui hành hạ cơ thể ra để thỏa mãn sự sung sướng à. Nghiện ngập quá ma túy ăn thang. Đấy, cứt thật. Thầy đi cha khen đúng là cái xấu rồi. Cha khen. Cha khen là người xấu. Ôi, ok. Ôi, ôi, ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Đu, 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 chạy, 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 thôi, 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 anh Tú chạy thôi mà, anh Tú chạy thôi mà, có trốn đâu. Holy fuck, nó đuổi anh em ơi. Ta chỉ còn một xe. Tao làm gì đâu mà mẹ mày nó chém kinh vậy. Ui. Hóa ra còn đấy là con bot. Làm sao mà để lách được? Ôi 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 ôi. Làm sao mà để lách được qua con đấy nhỉ? Đôi mắt của nó. Trong này có đường không? Trong này đéo có đường. Mày lên đây. Ê, đồ ngu. Ôi đi mẹ nó chạy em ơi. Tao nhầm. Ôi thôi. Má đi. Đường ở đéo đâu nhở? Đây. Nhanh. Thôi, tao xin lỗi. Thôi. Ô má. Thấy chưa? Game này làm sao phải trốn, chỉ chạy thôi. Nhưng không phải ai trốn là dữ lắm mà. Đâu ai chứ, không phải anh. Có phải anh trốn đâu, có phải anh trốn mà để ông chạy. Bị gì chết đâu. Hãy cẩn thận những gì cậu nhìn thấy. Thằng đang ơi, tự nhiên vào thằng kia nó cầm phật nó đánh tao, sao tao giết nó kiểu spam. Mày đã bao giờ ai à? Mày đã bao giờ biết đi mà cầm một thằng tao spam để tao giết nó xong nó bỏ tao. Này vãi lòm nhìn mặt kia. Cá khô, cá đấy là cá ươn nên mà đéo phải cá khô nữa rồi. Chưa nào hát đấy nhỉ?
đường. Pin này. Cửa thì khóa. Cẩn thận đôi tay nhỏ bé đấy đang làm gì với bạn của lạ ta. Ui. Hả? Hả? Và em ai? Cái giếng đó nhìn quen quen các bạn. The ring. Cái gì đây? Ê! Cái đéo đấy. Lướt đi trong bóng tối. Thằng này mẹ như kiểu bị mất trí nhớ vậy. Wow. Ý anh là sao? Nó chỉ đồ mà. Ui. Gì đấy? Thằng đéo nào cười vậy? Nếu phải ở đây cái này nhé. Đây là sức mạnh hàng về. Đúng là xem lại anh Vinh Tăng mới đổ mấy. Mày vào mày chơi áo lát đi này. Kiếm trẻ con. Đấy, làm đéo có đường nhỉ. À, hộp nhạc. Bây giờ mà ta quay ra ngoài thì sẽ có một quả jump scare. À, đéo có. Quê quá. Giờ ra bị qua. Mở cửa ra. Ngu anh em. Mở cửa mà. Cái cửa đã bị khóa. Khóa cái đéo thì bây giờ làm sao mà tôi ra khỏi chỗ này đấy. Hả? Khóa. Ui. Đâu? 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 Đâu cái gì? Gì anh? Nó cứ bảnh. Wow. À, cửa này mở rồi này. Gì đấy? Cái đấy gì đeo? Ui! Ngoài trời đang tuyết. Ở đây có đứa nào được nghịch tuyết chưa? Chắc chắn là chỉ được nghịch tuyết rồi. Ôi giời ơi. Yeah.
thôi, đóng cửa, mày là nhất. Mày thứ hai đéo ai thứ một. Đường đâu, đầu đường không? Theo cái tấm. Ui, nó đuổi theo à? Tại sao nó đuổi tao? Tại sao nó đuổi tao? Đít mẹ được không khóa. À! Anh Tán. Ngồi xuống, đi. Thôi. Ui, nó đuổi đằng sau kìa. Thôi. Rất là vui. Thằng đéo nào kia. Thằng đéo. Đúng rồi, bỏ đi, nhanh lên, bỏ đi, đừng để nó tóm chân nhá, mẹ thằng ngu. Ui, hây, né, u. Thôi rồi, ăn cứt rồi. Rồi. À! Vấn đề là người xem nó lag cuộc chơi. Không thể vì sao để nó vẫn mở bình thường ta. Lần này chơi cái đéo này nhỉ? Anh bác cho em bác đi. À, tôi để tí ông bà nhà nghỉ cho em xin cái chuyện. Lần này đi được sao ta? Bò ra đấy, bò đi đâu nữa? Cửa này thì đập khóa này. Ui rồi. Ê! Ê! Bò đi cưng. Rồi ta đang ở floor đấy, kệ mẹ mày làm gì nhau. Bạn còn lo, bạn còn target đi, mẹ thay người ra vô lắp cái bùa nó vô. Đây. Bạn ta lo đi. Đấy, xong. Tao quay được hết cảnh mà chúng mày cầm dao dọa tao rồi nhá, mẹ tao kiện. Bố mày kiện. Bỏ quay cho lò rèn. Tao sẽ kiện chúng mày. Ui. Thôi xong. Bán ông kia đi. Giờ phải làm sao? Thôi. Thôi. Để ra. À, rồi. À, fuck you. Đây không có đồ. Đó,
tao đi chợ để lên cà phê. Đỉnh mẹ. Mà đâu có lên được. Anh ạ. Đâu có lên được đâu mà bây giờ đã chín chặt ta. Lấy đồ của tôi quen quanh hết từng là chín còn đỡ nhé. Từng bà anh gặp anh chung. Các bà thử nhau tôi tay 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 tay. Nhưng mà như anh này của em thì không phải là có. Làm sao? Làm sao? Ai vậy? Ai vậy? Mày em. Nếu mẹ đẩy nhầm bên á, đù. Lấy cái tôi tí mà. Lấy cái cục này lắp cái gì cho nó. Ồ. Oh. Lên phòng kia chơi đồ à, nhắm chơi cờ đi em. Trốn vào. Nhưng mà bị chảy máu nhiều quá, không thích. Em có ổn hết á. Ơi. Ví dụ mình tải cái gì đó vô USB để nó trong file USB đúng không? Đúng. Ai chả biết là đang ai chả biết là đang chảy máu. Mày nghĩ quả đấy bị trượt chân không hả Duy? Không, sao mà tết đó. Không, mày nghĩ là dễ trượt chân lắm này. Đây, 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 đây. Hôm qua đi trên cái cổng, cầu tưởng tiện bỏ mẹ ra, gắn trong vô. Bỏ camera đi, gắn ra trong vô. Chú mà biết cái gì con đã làm và Ngài yêu cầu con hãy mở đôi mắt khi tôi cảm thấy yếu đuối và sợ hãi. Đăng lên kia chơi cờ đi em. Thực sự đó không phải là lỗi của con mà do tôi đang không biết bơi. Con sẽ cứu đời ngày nay con có sức mạnh. Mày điên à? Bọn này nó như kiểu bị cuồng tín, cuồng giáo. Nó bị tiếng hoa ngược. Ừ. Có băng không? Có băng không? Ở đây có băng không? Có hai lối này. Mở đây ra có gì không? Đâu có gì. Chết rồi. Rồi ôi. Rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thôi. He's upstairs. Thôi, tao xin đứng mày, tha cho tao. Wow, đéo hiểu sao mình thoát được luôn. Ôi dài ạ. Này đi đéo đâu nữa. Ây ạ.
con tim hay nghe đi chứ. Thôi nhảy xuống thôi chứ biết làm sao. Bọn này thì đéo biết chạy đi đâu luôn. Chạy bừa luôn. Ui. Đéo. Đéo. Phải giành giật lấy sự sống. Cứu. Cứu tao. Ây à. Ê cái xiên đấy mà nó xiên theo một phát là mông nhỉ. Ấy giời ơi, cái này đi đâu đây? Ây da! Đủ. Ê! Đi đéo đâu được? Rồi. Đạp đi! Mẹ cái game này đéo cho mình thở luôn ạ. Kinh vãi cả lìn. Don't be afraid. Ủa, sao nãy giờ anh chơi được? Ai cứu đoạn này với? À đây, đủ má. Trẻ nhỏ thì không nên sợ hãi, đó là bổn phận, hãy xem đó là lối thoát đến với thiên đường. Mày bị điên à? Ca Sơn nói con không được kể cho mẹ biết, nhưng cô ấy không nói là con không thể viết thư cho mẹ. Làm ơn mẹ ơi, mẹ đừng giết, mẹ đừng để họ giết con. Ôi. Cái gì kiểu chạy để chạy. À, tức là tìm cái gì để đứng lên đúng không? Làm thế nào mà để treo được qua cái hàng rào này? Phải vớ được cái gì đấy để treo lên. Hàng rào này đang có gai. Xe đạp thì không phải. Mẹ đang chảy máu bê đá thế nào được đúng không?
ai biết. Chỉ có chơi là mày biết. Đây có một đoạn này là trèo được thôi. Trèo qua được cái này ta. Đu dây à? Mẹ ngồi xích đu xong bay qua như siêu nhân à? Đúng không? À đây 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 đây, đủ cái này đập vào là được. Đủ cái này. Đấy, mẹ mày thông minh. Ô. Má mày đứng đấy bố nè, dám trèo qua. Chơi vui lắm này. Toàn cảnh máu me. Đào thì chết. Ê, cho tao ít máu được không? Đầu nó cứ thấy luôn. Tí tí. Thì nghe không nghe lên. Kiểu hồi máu của Resident Evil ấy. Ôi Chúa ơi, con chân thành xin lỗi vì đã xúc phạm vị tiên tri. Và con cảm thấy ghê tởm bản thân mình, thưa Chúa, cha là một người tốt. Con đã sẵn sàng chịu trừng phạt của Thiên Chúa, con chấp nhận mọi sự trừng phạt của Ngài và cha cần nó đến khi nào con không cảm thấy tội lỗi nữa. Thằng Khang này ác thật ấy. Thằng này mẹ nó kiểu nghĩ sao mà bắt nó làm. Ừ, thằng Khang này nó như kiểu dạng nó tẩy não dân chúng hả? Tưởng nhầm heo đẩy mày ra suy nghĩ. Oh, bữa nào. Kia có lỗ chó chắc chắn là chui qua rồi. Chỉ có An Khang thôi. Ngoài này nó còn cái gì nữa không? Wow. Ê, ta bảo này, bây giờ ta chạy vào kia ta nhặt cái cục băng đít kia có bị nó chém không ta? Ê, chị gái ơi, chị múa thôi nhá, đừng chém em nhá, em xin này. Đấy, được rồi, đấy, múa tiếp đi. Chị là nhất. Tao sắp đổi game rồi. Tao không chơi game này đâu, tao phá đảo game rồi. Còn đâu, còn lâu. Không, tao phá đảo rồi. Mẹ, con tim nhỏ bé của tao. Ừ. Con tim nhỏ bé của tao nó bảo là thôi anh ơi đừng chơi game này được quá. Ừ, cứ tưởng là lỗ chó là chui vào, hóa ra đéo phải.
Đấy, đấy. Không, chắc là lại kiểu... Cái đéo gì đấy? Ui! Trời ơi! Là như nào? Hả? Là như nào? Đi đi. Từ để yên anh lùa nó ra đây. Bên này có đường không? Bên này đéo có đường. Ui! À! Đéo chui được em ơi. À đây. Ôi. Đây như này. Đấy như này đúng không? Ui. Đứng dậy đi mẹ. Sợ quá. Ờ, có mặt trời rồi. Kia phải mặt trời không? Phải mặt trăng vậy. Nó là đèn đường đấy. Ủa? Bạn có 1.000 cái tên, tôi không biết bạn là cái tên nào trong đó, tôi biết không phải. Ông ngày thuê chơi tới ngày 6 giờ sáng. Mày làm gì kìa mày? Ê gì, mẹ đéo thuê sớm người ta chơi với. Ông có chơi ra rồi, anh lo chậm, những cho cốt này được đánh dấu bởi tội lỗi của Kane. Hãy yên nghỉ dưới lòng đất cho đến khi người thực sự trỗi dậy. Quỷ dữ đang ẩn nấp bên trong dạ con của người phụ nữ. Chúa sử dụng hàm của tôi như một cái ngài gánh vác tội lỗi của tôi khi tôi sinh ra. Kẻ thù sẽ không cho đến ra. Tao thề luôn chơi cái game này ám ảnh vãi cả cứt thế. Mẹ nó biến thái quá. Mẹ chơi đây bị bán chắc luôn. Không, nếu mà bọn TikTok này nó mà cho like cái game đấy thì khả năng là không bị ban. Kiểu nó anh chỉ cần mở game lên mà bị ban là chắc chắn bị ban. Thằng nào cũng không mặc quần hay hết. Phần 3 là bọn mình nhìn tâm thần chẳng lắm. Phần 3 là mình đã được cái nhân vật. Nhân vật của game nó quay như vậy. Phần 3 là nó đổi cốt truyện khác luôn. Nó bọn được tiếng cốt truyện mới. Bệnh viện tâm thần của hả? Bệnh viện tâm thần ở nhà. Bệnh viện. Wow. Bệnh nó ở trong chạy tiền game. Giờ đó có anh ba đúng không?
ông có cha Khang đang trở lại, hắn sẽ giết Mary và tôi phải báo cho cô ta chứ không được. Ê, nhìn nghe cái tên Judas mấy đứa có quen không? Judas là thằng phản bội trong 12 á. Đúng không? Thằng phản bội. Ông không phải là phản bội, ông gọi là dối chúa bà lần. Không, dối chúa bà lần là... gì đã? Em quên rồi, nhưng mà dối chúa bà lần là... Không, bán chúa, bán chúa rồi xong rồi tự tử, không là Judas. Còn dấu chúa ba lần cả gáy ha, là kiểu quên rồi nhưng mà ôi phía ngoài kia có con đéo gì kia. Ui, thôi ủa là sao? Dân làng nóng mạng. Dân làng Vì lý giờ bạn này nói chuyện xong anh phải núp tủ quá hả? Không trốn là hèn nhát. Ui, thôi rồi phải trốn thật rồi. Sao nó đéo nhìn thấy đâu, đây là game mà. Á, à, nó nhìn thấy. Bây giờ nó mà mở cái cửa tủ đấy ra, tao chửi game này. Con đó là con trên trực thăng của mình đó, ờ, à, con đấy hả? Ừ. Ao lát hai em ạ. Này, có phải là nó treo cái con bé này lên cái máy ở ngay giữa tế đàn không? Xong rồi nó củ hành không?
nó nói chuyện xong là nó nói này vậy đó hai lần á. Đây này, không. Tức là cái câu chuyện này nó vẫn đang tiếp diễn mà. Ui, đấy. Ui. Đây là lưu game ở đây này. Còn nghĩ rồi nè, thay đảo rồi chưa? Thay đảo. Thay đảo nhá. Anh biết hết game biết rồi. Nhà sát đi. Nhà sát có đau rồi.